Và hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến quay trở lại với channel của mình là NHT World Robot. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho anh em một cái video có liên quan đến những con robot nhện nha. Thế dành cho anh em nào mà yêu thích những con robot nhện như kiểu như là Regin cho những anh em newbie, và Raker, hay là con Invader, hoặc là những cái con mạnh hơn một tí, chúng ta có Skyrod và Emoji. Thì đây đều là những con robot có tứ chi và nó sẽ giống với con nhện nhất nha. Đấy, thì trong video này mình sẽ thiếu đi một vài robot, có thể là sẽ thiếu đi một vài robot như là con Fujin. Thì do là Fujin mình muốn đem nó vào video này, nhưng mà mình cần phải có một lượng robot mạnh để cân bằng đội hình như là Skyrod với Emoji nha. Đấy, cho nên là Fujin thì mình sẽ mang nó trở lại trong video sau. Và trong video này thì có tổng cộng là 5 con nhện đi từ cấp độ từ T2 lên đến T4. Chúng ta có Regin là ở mức T2, Raker là ở mức T3, và Invader, Skyrod và Emoji đều ở mức T4 hết. Đấy, thì mình sẽ cho tụi nó xài cái trang bị mặc định đi. Đấy, như kiểu là Emoji thì mình sẽ cho nó là bộ laser, Skyrod thì mình thấy là mình thích bộ loa hơn cho nên mình sẽ trang bị bộ loa cho nó. Còn Invader thì mình sẽ trang bị cho nó cái bộ súng mạnh hơn một tí, đó là bộ súng meta ở thời điểm hiện tại nha. Đấy, và mình sẽ đi kèm với phi công Edinon, cho phép mình tăng tốc độ bắn của bộ vũ khí này. Đấy, drone thì mình sẽ có đây, đã có hiển thị ở đầu video rồi nha. Đấy, Raker thì mình sẽ cho nó một cái setup nó như là một con robot ultimate vậy này, mà với màu sơn là Spirited này nè. Đấy, nhưng mà là phiên bản thường nha, chứ mình không có mua bằng 10.000 con đâu, nó rất là hao. Đấy, thì nhìn trong con Raker này rất là giống với một robot ultimate nha. Mặc dù là nó không phải là ultimate đâu, nhưng mà khi mình trang bị cho nó bộ khí ultimate thì nhìn nó cũng khá là giống với ultimate này. Đấy, tiếp theo là robot Regin thì mình đã độ cho nó luôn cái màu sơn mắc nhất là 750 gold để được một cái tông màu đen như thế này nè. Đấy, tông màu đen với những cái chi tiết mắc nhện màu đỏ đó, cho nó mang đậm chất của một con nhện hơn nha, chứ chi tiết thường thì nó là như thế này. Đấy, màu xanh và màu đỏ nhìn nó rất là giống với con nhện luôn. Đấy, nhìn sơ qua về 5 chú nhện này. Và trong video này thì mình sẽ chơi 5 con này, kèm theo đó là tổ chức một cái giveaway. Thì ở khoảng giữa video thì mình sẽ phổ biến về nó sau nha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ lần lượt vào chơi những cái con nhện này thôi. Và ok, đầu tiên thì mình sẽ chơi ở chế độ tấn công cái bách cục móc trước nha. Và mình sẽ triển khai cái con robot nhện đầu tiên trong số 5 con, đó chính là con Regin ra đầu. Đấy, thì Regin thì mình đang trang bị cho nó hai khẩu shop đua, cùng với đó là drone, chính là drone Hiroko. Thì con Regin này thì mình đã nâng nó lên ở level 9 rồi, cho nên là nó có thể kích hoạt được cái module hoạt động, cũng như là trang bị được tối đa số module có thể trang bị nha. Chưa gì mà mình đã bị mất quá nhiều máu rồi này mà. Ui chui. Ê, không kịp dưỡng khiên. Ôi. Ôi. Hơi lỡ một tí. Trong pha nãy mình bị một bạn robot Ochokochi với bộ vũ khí meta, đó là bộ Rust và Hiêu Đốt tấn công. Do là cái con Regin thì nó mất khoảng 3 giây để dựng khiên, và cũng mất đâu đó khoảng 3 giây để mà chúng ta thu hồi cái khiên nha. Và khi chúng ta kích hoạt cái kỹ năng Passion Mode lên thì chúng ta sẽ mất đi cái khả năng di chuyển đi. Đấy, ui ôi. Thế cho nên là con Regin trong pha đấy nó đã khá là bị tù và không kịp trở tay với cái con Ochokochi. Và vừa rồi là một pha bị hất văng đến từ con Invader của mình, Arginus Invader, bị cái con Ochokochi này nó hất văng luôn anh em à. Đấy, thì thật sự mình cũng không thế nào mà tin được là cái việc là con Ochokochi nó có thể hất văng được con Invader nó như thế, sau khi đã bị nép cái khả năng hất văng rồi. Thì nó chỉ áp dụng cái khả năng hất văng của cái con Ochokochi lên những con robot khi mà những con đó đang bay lên hoặc là đang tiếp đất sau một cái chuyến bay á, thì nó sẽ có gia tăng cái tỷ lệ bị hất văng xa đi. Đấy, chứ bình thường con Ochokochi nó hất không có văng xa đến mức như thế đâu. Đấy, đây về phần của con Invader mà mình triệu hồi thì nó được cá là máu trâu nha, chứ về cái mặt hỏa lực thì không cao lắm. Ui, mình nhảy hơi xa rồi anh em à.
Đấy, thì có thể là do trận đầu thì mình không có quen với những cái con nhện này cho nên là nó hơi bị cùi một tí. Ô, nè nè nè, ui rồi, vừa ra con Scarlet đã bị cái con Ochokochi nó hất văng rồi. Bổ rất là nhiều Ochokochi trong cái trận này luôn anh em à. Đấy, ui rồi, mình bắn toàn hụt cái này. Ui ui ui, chết chết. Ây, do mình dính hiệu ứng rớt cho nên là mình không có hồi được cái lượng độ bền anh em à. Đấy, cho nên là mình đã bị tiêu diệt con Skyros luôn rồi. Mình sẽ xuất tới cái con Raker. Thì Raker mình đang trang bị cho nó hai khẩu Ultimate Hello và một khẩu Ultimate Avenger nha. Thì tất cả đều ở level 1, chú ý là mình trang bị cho nó đẹp thôi, chứ thật sự thì nó không có quá hiệu quả khi chúng ta vào chiến trường đâu. Nè, bây giờ mình sẽ giải phóng cái cứ C này. Tình hình thì hai team có vẻ là không được cân kèo cho lắm nha. Đấy, do là mình xài cái con này thì có thể nói là nó không đủ mạnh để mà có thể chấm team rồi. Đấy, ngay cả những con mà mạnh nhất trong đội hình của mình như là con Amuchi hay là con Skyros thì đều không phải là đối thủ của những con robot meta ở thời điểm hiện tại như là Ochokochi hoặc là Ophion nha. Đấy, bởi vì với cái bộ khí mới á, thì cái con Skyros cho dù có cái hiệu ứng miễn nhiễm siêu phòng thủ đi chăng nữa, nhưng mà nó ăn tầm 1 đến 2 băng đạn Rust phối hợp với Heal Drop thì nó cũng là đắp thiếu thôi, nó cũng bay màu thôi anh em à. Đấy, trời ơi. Ây da, một con Neutron, một Titan Neutron chứ. Đấy, Neutron nó đã bắn mình với một băng luôn, giờ là cái con Raker mình chưa nâng lên nha. Đấy, dạo gần đây thì mình cũng không có thường xuyên chơi Warbot đấy, cho nên là mình không có nâng những con này lên được. Có gì thì anh em thông cảm giúp mình về cái cấp độ của con robot nha. Đấy, thì mình đang định để dành một số lượng AG đủ lớn cho cái việc là đầu tư để mà sở hữu cái con Ultimate Fenrir, để xem rằng là cái con Ultimate Fenrir thì nó có ngon hơn con robot thường hay không nha. Ồ, ở đây có một bảng Scorpion này, máy kích hoạt kỹ năng rồi. Thì về phần của con Emoji mà anh em nào mà muốn trang bị cho nó cái bộ laser này thì tốt nhất thì anh em không nên xài nha. Bởi vì cái bộ này thì ở trên răng cao, riêng trên răng cao thì nó bắn không được đau nha. Đấy, nó cấu không đau đâu, nó khá là gãy ngứa và nó cũng có cái thời gian nóng khá là nhanh nữa. Mình bắn một tí là nó đã nóng cái nòng rồi, cho nên là anh em không nên sử dụng cái bộ này đâu nha. Mà nếu anh em muốn xài thì anh em phải nâng nó lên cấp độ cao, vì nâng cấp độ cao thì nó mới bắn đau được, còn không nâng thì nó yếu lắm anh em à. Đấy, và một điều nữa là nếu như anh em mà muốn xài như vậy thì anh em xài luôn cái phi công mà cho phép nó giảm thời gian nóng này, vậy cái thời gian nóng nó sẽ giảm đi. Đấy, cho anh phép anh em bắn lâu hơn. Đấy, được, thì trận này thì mình đã chết hết robot rồi anh em à. Đấy, giờ team bạn có khá là nhiều con robot mạnh áp đảo bên team bên mình nha. Đấy, thì sau trận đầu tiên này thì có thể mình sẽ thay đổi lại một số setup lên những cái con robot mình đã sử dụng. Như kiểu như là con Raichin thì do là nó sẽ khá hạn chế khi cận chiến, cho nên mình sẽ trang bị cho nó vũ khí thiên về sniper nha. Đấy, thì trận 1 kết thúc tại đây và mình sẽ chuyển sang trận thứ 2. Ok, bây giờ là trận thứ 2 ở chế độ chiếm cứ, nhưng mà mình sẽ ra con Raichin đầu làm sniper nha. Đấy, bởi vì do là mình đã có ý định ra con Raichin đầu rồi, nhưng mà do mình chơi cái chế độ chiếm cứ nó ghép trận khá là lâu. À không, chế độ tự chiến nhóm chứ, nó ghép trận khá là lâu, cho nên là mình đã chơi chế độ cái đồng đội nhanh nha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ xài cái con Raichin này làm sniper. Thì dành cho anh em nào chưa biết thì khi mà mình kích hoạt cái chế độ đứng tại chỗ này thì cái con robot Raichin của mình nó sẽ được nhận thêm cái sát thương thưởng nha. Đấy, nó sẽ tăng khoảng đâu đó là 20% sát thương cho cái con robot của chúng ta. Đấy, bắn rất là đau luôn. Đấy, cho nên là anh em có thể trang bị những cái khẩu vũ khí sniper như kiểu như là Rismar để anh em cấu rỉa, hoặc là khẩu Hawachi hay là khẩu Reaper. Đấy, và có thể xài cái bộ mà vũ khí
Để mình nhớ coi những cái khẩu vũ khí đời đầu của con robot này thì có thể chế đến như là Trebuchet hay là Zenith hay là khẩu Flood, thì đó là những cái khẩu sniper đời đầu nha. Đấy, và anh em nào có niềm đam mê hay là yêu thích những cái con robot nhỏ nhện này á, thì anh em có thể comment bên dưới, mình sẽ làm riêng một video nói về một con nha. Đấy, bởi vì trong video này mình làm khá là nhiều con cho nên là mình có thể là sẽ không phân tích quá chi tiết vào một con nào đó nha. Đấy, như trong cái chế độ đứng yên tại chỗ thì mình đã mất đi cái khả năng di chuyển rồi, và mình chỉ có thể quay cái đầu mình theo cái hướng mà sát thương từ cái địch hướng tới để mà mình chặn nó đi thôi nha. Đấy, và lưu ý là mình chỉ có thể chặn được sát thương ở cái bề mặt phía trước thôi, và ở hai bên hông và vị trí sau lưng thì mình sẽ không chặn được sát thương nha. Đấy, và cái khiên này thì nó chỉ giúp mình bảo vệ được cái vũ khí năng lượng và một số cái loại vũ khí tấn công bằng đạn động lực thôi nha, chứ những cái vũ khí như kiểu như là năng lượng phun lửa này, hay là bộ acid này, hay là những cái bộ vũ khí đạn nổ như là Orcan hay là Cryo hay là cái bộ vũ khí của Titan, thì chúng ta có Iron Oxy đấy, thì những cái khẩu đó thì nó có thể bắn xuyên qua được cái khiên này. Và không chỉ bắn xuyên qua khiên mà nó đồng thời gây được sát thương lên robot lẫn cả khiên luôn nha. Đấy, thì thật là may mắn cho team mình trong trận này là do có một số bạn có robot mạnh, cho nên là mình cũng không cần phải đỡ robot, mình chỉ ở nhà mình bắn chơi nãy giờ thôi. Đấy, thì dành cho anh em nào muốn sống dai khi mà sử dụng con robot này, anh em có thể tham khảo cái cách setup như là Prisma này, hay là Reaper, để mình mang cái setup Reaper đến trong cái trận sau nha. Bởi vì video của mình sẽ làm về 5 con nhện, nhưng mình sẽ ưu tiên làm về những cái con nhện yếu là chủ yếu, còn thời gian còn lại thì mình mới dành cho những con nhện mạnh sau. Bởi vì những cái video nói về Imoji hay là con Skyrod hay là Invader thì đều đã có trên kênh của mình rồi, nhưng mà riêng hai con nhện là Raker và Regin thì mình vẫn chưa có làm. Đấy, cho nên mình sẽ ưu tiên chơi hai con đó trước nha. Khi nào bị tiêu diệt thì mình sẽ ra những con kia sau. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đến với setup là Retro Reaper cho cái con Regin này nha. Đấy, thì do là Reaper thường thì mình không có cái khẩu nào mạnh hết, mình chỉ có khẩu ứng bản của khẩu này thôi, chứ mình sẽ trang bị cho cái con Regin này. Đấy, thì Reaper thì là vũ khí sniper thì được rất là nhiều anh em xài. Đấy, do là cái tỷ lệ mở rương ra nó rất là cao, cũng như cái hỏa lực của nó thì cũng rất là mạnh nha. Đấy, và những cái con sniper mà anh em xài thường thì chắc là con Crisis đấy. Thì về cái con Crisis ấy thì anh em có thể chơi rất là ổn ở những cái liên minh răng thấp cũng như là răng cao, bởi vì cái con robot này thì nó không bị nét quá nhiều đâu. Đấy, chủ yếu là khẩu Reaper nó bị nạp lại chậm thôi, và còn lại thì đều ổn hết. Nó yêu cầu chúng ta phải có cái sự tính toán kỹ lưỡng để chúng ta có thể tấn công một cách hợp lý nhất nha. Chúng ta tấn công hơi ảo một tí thì có thể là sẽ không ổn. Ok, pha này thì mình đã giành kill được một bạn Elric Capri, và ui có một bạn Siren lên ám sát mình trong pha này anh em ạ. Đấy, mình đã để cái khiên ở bên trên và bắt đầu mình dựng lên. Bởi vì mình cũng đang thắc mắc là về cái việc là nếu như mình dựng khiên lên thì nó sẽ che chắn cho cái phần trước mặt của mình, thì ở chế độ bình thường thì cái khiên nó ở trên đầu á, thì liệu rằng mình có thể chặn được sát thương từ đạn bên trên chĩa xuống hay không, thì cái này thì mình không biết nha. Đấy, và mình vẫn chưa có test về cái đó. Ok, thì đây này, này ố không trúng à. Mình tưởng là mình đã giành được một mạng từ cái pha lúc đó nè, mà một cái điểm trừ khá lớn cho Regin khi mà không thể di chuyển nha. Chứ người anh em của nó là Fujin thì đã có thể có tính năng di chuyển chậm rồi anh em ạ. Đấy, Fujin thì họ cho di chuyển nhưng mà họ đã bỏ quên mất Regin rồi, Regin vẫn chưa thể di chuyển được. Và mình mong rằng là trong tương lai thì
Bisonic họ sẽ cho cái con robot này có khả năng di chuyển chậm trong cái chế độ basic mode của mình nha. Đấy, bởi vì đều là hai con robot như nhau, nhưng mà xét về lâu dài thì cái con Fujin vẫn lợi hơn là Raijin, do là Raijin sử dụng khiên vật lý để bảo vệ cho mình, và một khoảng thời gian nào đó thì cái khiên này nó sẽ bị phá hủy và không thể tái tạo lại được. Còn về phần của Fujin thì nó có thể tái tạo lại được do nó là khiên năng lượng nha. Đấy, và khi năng lượng thì nó sẽ chặn được sát thương, nhưng mà nó cũng có một số phần hạn chế như là không thể chặn được đạn năng lượng. Đấy, nhưng mà về phần cái khiên này thì lại chặn được đạn năng lượng, cho nên là nó đã bù qua số lại cho nào hết rồi. Đấy, và xét về cái độ ngầu và đẹp thì theo anh em là con Raijin hay là Fujin đẹp hơn thì anh em hãy để lại comment ở bên dưới nha. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ đi xuống thôi. Nãy giờ thì mình đã ở đây khá là an toàn luôn rồi. Đấy, chỉ mất một ít độ bền thôi, nhưng mà do là có tàu mẹ Paladin cho nên mình đã khôi phục lại được một phần độ bền nha. Đấy, thì team bạn thì cứ ở dưới nhà thôi, mình thì cứ ở đây mình tỉa này mà, không có ai lên đây để săn mình hết. Nhưng mà có thể là trong video này mình sẽ chỉ xài đúng một con Raijin này thôi ấy. Cho nên là để mình xem coi như thế nào để mà mình đổi cái con Raker lên nha nè, để mà mình còn nói về cái con đó nữa. Thì Raker mình đã cho nó full một cái set Light Ultimate này mà, mặc dù nó không phải là Ultimate, nhưng mà nếu như chúng ta không cập nhật trò chơi thì chúng ta có thể nghĩ đó là con Ultimate cũng được, bởi vì cái màu sơn nó rất là giống với Ultimate mà chúng ta lên full một vũ khí thì nó sẽ ra như thế này nha anh em. Đấy, và vũ khí đang trang bị thì mình đã đổi lại một tí rồi, mình đã đổi cho nó là hai khẩu Ultimate Halo thì vẫn giữ nguyên, và một khẩu Ultimate Glory nha, để cho nó full set sắp đem luôn. Đấy, thì cái con Raker này nó có nội tại là tấn công 3 lần vũ khí tích hợp sẵn trong cái phạm vi tối đa là 600m. Thì mỗi lần thì nó sẽ bắn ra 3 xung này sẽ cho phép nó nạp tích lũy hiệu ứng suppression lên kẻ địch, cho phép nó giảm sát thương của đối thủ nha. Đấy, và một cái điểm cộng cho con robot này là nó di chuyển nhanh nha. Ok, thì giờ trận này đã kết thúc rồi, thì mình sẽ sang tiếp theo là trận nữa nha. Đấy, mình sẽ làm thêm một trận nữa để xem coi là mình có thể hiện được sức mạnh của những con này hay không. Trận này thì mình đã tiếp 6 anh em ạ. Vậy là mình trang bị cái con Raijin thì nó không làm được gì nhiều quá. Và bây giờ thì sẽ đi đến một cái nội dung như ở đầu video có nói, mình sẽ tổ chức giveaway. Thì mình xin nhắc lại là giveaway 3 con robot. Mà con robot đó là gì? Đó là con Frozen Dragon nha, là ấn bản đặc biệt của robot Dragon. Và lưu ý thì giveaway này chỉ tổ chức và trao thưởng con Dragon ấn bản thôi, chứ không có kèm theo bộ vũ khí của nó nha. Đấy, cho anh em đừng có hiểu lầm. Thì sẽ có tổng cộng 3 người chiến thắng, và anh em sẽ tham gia theo cú pháp sau đây. Thì đầu tiên là cũng như mọi giveaway khác, anh em đều sẽ có các bước như sau. Đầu tiên là anh em sẽ nhấn like và subscribe cho video để đảm bảo rằng anh em sẽ có thể giành được phần thưởng. Và bước thứ hai là một cái bước cũng tương đối quan trọng, rất là quan trọng luôn. Đó là anh em phải để lại cho mình biết là ID cũng như hệ điều hành của anh em là gì. Và anh em nhớ là phải là bình luận một cách chính xác nha, thì anh em mới có thể nhận được phần thưởng. Bước 3 là một bước rất là quan trọng luôn. Đó chính là anh em phải có cái hashtag là NHTWL, để mà khi mình nhập vào vòng quay may mắn ngẫu nhiên thì anh em sẽ được add vào trong đó để mà quay nha. Đấy, và ở dưới thì còn thêm một yêu cầu nữa. Đấy, để cho anh em tránh cái trường hợp là anh em vào anh em cứ comment ID rồi thôi, thì anh em phải trả lời một số câu hỏi khá là đơn giản thôi. Đó chính là anh em hãy kể đầy đủ và đúng, thật là đúng luôn, không hề sai chính tả một cái gì nha. Đó chính là tên của 5 con nhện được mình sử dụng trong video này, hoặc là tên của 5 con robot. Và anh em chỉ cần kể tên thôi, anh em cũng không cần phải là kể là ấn bản hay là màu sơn gì đâu. Nhưng mà mình cần có một cái quyết định nữa, đó chính là anh em hãy chỉ ra một trong 5 con này anh em thích nhất con nào, tránh trường hợp là anh em kể ra con ở bên ngoài nha. Đấy, anh em chỉ được kể ra một trong 5 con này thôi.
và phải là con anh em thích nhất nha. Đấy, thì anh em kể ra, ví dụ như là anh em thích con Raijin hay là thích con Invader hay là con Kairos gì đó thì anh em cứ comment, và anh em cũng nêu luôn lý do tại sao anh em thích nó luôn nha. Đấy, ok, thì cú pháp là như vậy. Và ở đây thì có một cái ví dụ như là ID thì là 123 ABC và hệ điều hành Android, và thêm đó là hashtag NHT-R. Và cái cộng chấm 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 này thì là cái hồi nãy mình vừa nói, và mình sẽ nhắc lại nha, là anh em kể tên của 5 con robot có trong video và tên của con robot anh em yêu thích và lý do tại sao. Đấy, anh em cứ comment như vậy thôi, và anh em sẽ có may mắn nhận được con Dragon nha. Ok, và cái số lượng robot được yêu thích nhiều nhất thì mình sẽ làm riêng video về con đó. Ok nha. Rồi, bây giờ thì chuyển sang nốt chọn tiếp theo nha. Và ok, thì có thể đây là trận cuối cùng nha. Giờ mình sẽ ra cái con Ultimate Raker này với full setup shock dam ở tầm gần. Thì cái set này dành cho anh em nào chưa biết thì nó chỉ ở level 1 thôi, nhưng mà cái sát thương thì nó hiệu quả khá cao. Và dành cho anh em nào thắc mắc tại sao cái sự khác biệt giữa cái khẩu Ultimate cái vũ khí shotgun mà khóa chân này nè so với cái bộ thường thì cái thông số sát thương nó không quá nổi trội. Thì thật sự thì game họ cũng đã tăng sát thương cho nó cao hơn cái vũ khí thường rồi, nhưng mà cái điểm mạnh lớn nhất của bộ này nó nằm ở cái tốc độ nạp đạn nha anh em. Bởi vì cái bộ Halo hay là Corona cũng như là Glory á, thì đều có một cái điểm yếu đó là nạp đạn khá là chậm, nhưng mà nếu chúng ta xài bộ Ultimate này thì nó sẽ nạp đạn siêu nhanh luôn. Đấy, chỉ cần bắn một tí thôi là nó đã lên lại đạn rồi, thì nó sẽ giúp chúng ta dễ dàng giao tranh trong nhiều pha, chứ không phải là giao tranh xong mà chúng ta phải chờ để nạp đạn thì nó sẽ rất là mất thời gian, cũng như là chúng ta bị bất lợi trong một số tình huống nhất định nha. Đấy, thì bộ này thì chúng ta phải tấn công từ cái khoảng cách từ 200m trở xuống thì cái độ hiệu quả của nó mới cao được, chứ nếu chúng ta tấn công ở tầm 400m hay là 500m thì nó thật sự là không có hiệu quả đâu. Mặc dù là tầm tối đa của bộ này là 500m, nhưng mà nếu chúng ta tấn công ở tầm xa hơn thì không được nha. Về phần con Raker này thì anh em có thể trang bị cho nó một số cái set tầm xa, hay là bộ laser, hay là bộ sniper chẳng hạn. Đấy, nói chung là chúng ta sẽ có rất là nhiều bộ để trang bị cho những con robot như thế này. Đấy, và cái con này thì nó còn có thêm một tông màu nữa là tông màu đỏ và trắng, là nó được trang bị chung với cái bộ vũ khí là hai khẩu Magus và một khẩu Dragoon. Đấy, và một cái màu sơn thì mình không nhớ tên, nhưng mà là màu sơn có màu đỏ nha. Đấy, anh em nào mà yêu thích Raker thì anh em có thể chơi set đó, nhưng mà nó cũng không phải là quá mạnh đâu. Anh em mà muốn chơi Raker thì mình khuyên anh em là nên chơi từ những cái mức rank như là kim cương trở xuống thôi nha. Đấy, còn về phần Raijin thì anh em có thể chơi ở mức rank kim cương luôn cũng được nha. Còn về phần chuyên gia thì nó yêu cầu ở kỹ năng và hên xui anh em ạ. Bởi vì nếu chúng ta gặp phải những thanh niên nạp game hay là những thanh niên xài đồ mới thì khá là khó chiến đấu nè. Đấy, game ở thời điểm hiện tại thì mình khá là tiếc khi mà vẫn chưa có cơ chế cân bằng sức mạnh, và họ vẫn chơi theo cái lối cũ, đó là những con robot mới ra thì sẽ rất là mạnh luôn, rất là bá luôn. Còn những con robot cũ như là kiểu như Raker như thế này thì nó đang dần bị lãng quên đấy anh em ạ. Đấy, cho nên là mình mong là sau này Raker sẽ có một cái bản Ultimate như kiểu như thế này. Đấy, thì lúc đó sẽ rất là vui ha. Ok, rồi, với 3 lần kích hoạt kỹ năng như vậy thì mình có thể áp dụng cái hiệu ứng ấy. Ôi, chưa kịp làm gì luôn anh em ạ. Đấy, hiệu ứng suppression nha. Đấy, anh em nào sở hữu con robot này rồi, hoặc là anh em nào là có chơi chế độ PvE á, thì những cái con robot mà được trang bị cái bộ vũ khí súng băng ấy là chính là con Raker đấy anh em ạ. Đấy, nó được trang bị hai khẩu súng băng hạng nhẹ và một khẩu hạng nặng, và khi anh em bắn tụi nó gần chết ấy thì tụi nó sẽ bắn anh em một cái sóng xung màu đỏ rất là ức chế, đó là cái sóng xung cho phép nó giảm sát thương của anh em xuống ấy. Thì đó chính là khả năng của robot Raker nha. Và tiếp theo sau đây thì là con Invader này. Thì Invader này thì do là mình chưa có nâng nó lên cấp độ tối đa cũng như là
phi công thì cũng chưa có học nhiều kỹ năng, cho nên là có thể nó hơi cùi một tí, anh em thông cảm giúp mình nha. Chứ thật sự đây là con nhện được đánh giá là nhện có độ bền cao nhất trong game Wallabot. Nếu như không xét về cái độ trâu bò với cái con Skyrod thì chỉ tính về độ bền thì con này cao nhất nha. Nhưng mà về phần độ bền cao thì không còn gì hết anh em à. Đấy, nó chỉ như thế thôi. Và cái con Invader thì nó đã có phiên bản Ultimate rồi, nhưng mà do mình vẫn chưa có sở hữu được cái khẩu Ultimate Corona, cho nên là ở thời điểm hiện tại thì mình chưa có nó nha. Đấy, thì Ultimate Invader thì mình nhớ hình như là nó có cái khả năng kháng xuyên thủ khi mà kích hoạt kỹ năng, cũng như là có 3 khe hẹn chung và vân vân. Đấy, ngoài ra thì còn có thêm một cái phi công huyền thoại cho phép mình tăng cái hương kỹ năng nữa, nhưng mà mình không nhớ tên của phi công đó. Ok, bây giờ thì mình đang xài con Amuji với bộ vũ khí mới là bộ Rust và Hero. Thì với cái bộ vũ khí mới này thì anh em có thể trang bị cho Amuji này và tất cả robot luôn nha. Tất cả robot đều có thể trang bị bộ vũ khí mới này, bởi vì nó rất là mạnh. Và dành cho những anh em newbie cày chai thì mình nghĩ là anh em cũng có ít nhất là 1 đến 2 khẩu, nếu như anh em may mắn, còn nếu không thì ít nhất cũng sẽ có một khẩu thôi. Bởi vì nếu như anh em chịu chăm cài cái hoạt động e thì anh em cũng sẽ nhận được cái thẻ để mình em mở nha. Ui, à không, mình cứ tưởng là trong pha này mình rớt xuống cái vực hẳm, nhưng mà hơn thật sự hơn là mình đã rơi xuống cái khu vực có lava nha. Ok, thì trong cái thời gian qua thì mình khá là bận và không có ra nhiều cái video Wallabot cho anh em xem. Một phần thì là do mình khá là bận. Đấy, mình khá là bận rồi. Đấy, và do một phần thì mình đang chơi thêm một cái trò chơi khác. Đấy, và trò chơi này thì nếu mình nói ra thì có thể là có một vài anh em biết. Thì nó chính là cái tựa game có tên là Minecraft anh em ạ. Đấy, thì dành cho anh em nào mà đã biết Minecraft rồi thì mình sẽ không nói gì thêm. Còn nếu như anh em nào mà chưa biết thì anh em có thể lên mạng tìm hiểu nha. Đấy, thì cái trò chơi đó thì mình đã từng có đăng trên kênh của mình rồi. Đấy, và anh em nào yêu thích cái tựa game này thì có thể là anh em để lại một like trong một cái bài đăng tác cộng đồng của mình sắp tới, nếu như anh em ủng hộ cái việc mình làm về nội dung của trò chơi này nha. Đấy, thì do là Wallabot thì mình vẫn sẽ làm video cho anh em xem thôi, nhưng mà thật không có may khi mà mình không còn quá nhiều cái hứng thú với trò chơi này nữa anh em ạ. Đấy, bởi vì nó quá hút máu và nó cứ ra meta liên tục này, rồi nó cứ bắt người chơi là phải cố gắng để theo đuổi. Mình biết là nếu chúng ta ở cái góc nhìn của người chơi newbie á, thì có thể là anh em cài rất là lâu, thậm chí là gần cuối mùa thì anh em mới có được những cái con robot meta như là Kure và cái con Ochokochi chẳng hạn. Và anh em chỉ vừa sở hữu được nó và chơi được nó trong khoảng không quá lâu thì đã nghe tin nét rồi anh em ạ. Đấy, trong khi đó thì những người chơi nạp họ tận hưởng rất là sung sướng luôn, nhưng mà cũng đúng thôi, bởi vì họ đã nạp cho game mà, cho nên là họ sẽ lời hơn những người chơi cài chai rồi. Nhưng mà mình biết là anh em chỉ muốn chơi chai chứ không muốn đụng đến tiền bạc ở trong trò chơi này. Đấy, cho nên là mình khá là tiếc về chuyện đó, và chỉ có thể giúp cho anh em ở cái việc là tổ chức giveaway thôi, chứ cái việc là anh em muốn sở hữu đồ mới thì cũng khá là khó. Đấy, mà sở hữu được thì nó lại nép anh em à. Đấy, hồi xưa lúc trước mà trước khi mà mình được business tài trợ thì mình cũng đã từng cài chai như thế này thôi, chứ mình cũng không có quá là đầu tư. Và nếu như nói về đầu tư thì cũng có một số khoản đầu tư nho nhỏ, như là con robot thì mình đầu tư để làm cho anh em xem thôi. Đấy, ngoài ra thì cũng không có gì nhiều đâu. Ok, thì sau bao nhiêu trận thì mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Đấy, thì theo mình á, thì về sức mạnh thì những con T4 thì sẽ mạnh hơn những con T thấp thôi. Nhưng mà xét về cái độ ngầu thì mình vẫn yêu thích con Raker nha. Bởi vì Raker thì với bộ vũ khí Ultimate và cái màu sơn như thế thì nhìn nó giống Ultimate hơn. Và con Regin nữa, nhìn nó rất là giống cái pháo đài luôn.
và những con khác thì mình cũng thích nữa, như kiểu Invader thì nó giống con nhện nha. Còn Skyros thì nhìn nó rất là cứng cáp khi mà nó có nguyên một cái skin như là thép vậy nè mà. Đấy, và Emoji thì nó có kỹ năng rất là hay khi mà tạo cổng dịch chuyển. Nói chung là tất cả những con đó đều có những cái kỹ năng đặc biệt của nó hết. Và anh em đừng quên là để lại những cái comment theo đúng yêu cầu để anh em tham gia ký giveaway nha. Và cũng để lại cho mình biết luôn anh em thích con robot nào nhất nha. Ok, còn bây giờ thì tạm biệt tất cả anh em. Cảm ơn anh em đã xem video này. Và sẵn tiện luôn, mình xin chúc mừng năm mới anh em nha. Đấy, Happy New Year nha anh em. Ok, 2024 vui vẻ.